chào tất cả bà con. Hôm nay thì mình sẽ làm một clip những cách phân biệt trống mái cho chim bồ câu chính xác nhất. Ở trên kênh Nông Dân Làm Giàu của mình á, thì cũng có một số clip phân biệt chim bồ câu trống mái, nhưng mà nó mình làm cũng lâu rồi, thì nhiều bà con mình thấy ở trên các diễn đàn cũng như là trên kênh của mình á, nói mình là anh ơi hãy làm clip phân biệt chim bồ câu trống mái đi. Thì ngày hôm nay thì mình sẽ làm lại một clip mới tinh để chỉ cho mọi người top những cách phân biệt chim bồ câu trống mái chính xác nhất nha mọi người. Thì cái kỹ thuật đầu tiên mình muốn nói đến mọi người á, thì cái kỹ thuật này nó thuần về cái hướng tự nhiên. Thì vậy cái hướng tự nhiên này nó chính xác như thế nào thì ngay sau đây mình sẽ làm cho mọi người cụ thể, mọi người xem luôn. Ví dụ là đây là tất cả đây là những cặp chim bồ câu sinh sản. Thì mọi người nhìn á, thì thoạt nhìn thì có vẻ như là chim bồ câu trống mái nó đều nhìn như nhau ấy. Nếu mà mình nhìn bằng mắt thường như mọi người thấy trên camera này thì nhiều người không biết đâu là con chim trống, đâu là con chim mái. Tại vì chim bồ câu trống mái thì nó đều ấp trứng nha. Nó thay phiên nhau ấp trứng nha. Chứ nó không phải là như gà đâu. Gà nếu mà gà thì chỉ có gà mái ấp trứng thôi, gà trống không bao giờ ấp trứng nha. Thì đây mình sẽ cách đầu tiên mình lấy cái cặp này đi này nhá. Ví dụ như mình sẽ xếp cái cánh nó gọn lại như thế này nha mọi người, mình sẽ xếp cánh nó gọn lại đây, mình dúi cái đầu nó xuống này nhá, đây này dúi xuống nó chổng lên đó. Đây là con chim bồ câu mái nha mọi người nhá, đây là con chim bồ câu mái này. Mình phải dí nó xuống này, dí cái đầu xuống này. Nhưng mà mình phải để cân bằng nhá. Thì đây là con chim bồ câu mái nhá. Còn con chim bồ câu trống. Thì nó sẽ như thế nào? Thì mình cũng chú ý là mình sẽ xếp cánh con chim bồ câu nó gọn lại nha mọi người. Mình ship, xếp nó bằng lại. Đây, còn ví dụ là mình đấy chút đi, nó sẽ cụp xuống này nhá. Nó sẽ cụp xuống này. Mình dí xuống là nó cụp xuống này. Còn đây là con chim bồ câu trống nha mọi người. Đây là con trống nha. Đây, mọi người cứ làm đi, cái cách này nó chính xác cực kỳ luôn. Tại vì nó thuận theo tự nhiên ấy. Thì giống như kiểu giao phối ấy, thì cái lông đuôi của con mái nó sẽ nhảy lên. Còn con trống thì nó sẽ cụp xuống. Và cái cách này là chính xác hầu như là 100% luôn đó mọi người. Nhưng mà cái cách này là nhiều người làm nó gặp phải một cái khó khăn, có nghĩa là cầm con chim bồ câu á, nó không cân bằng ấy. Thì thành ra là có thể con nào nó cũng nhảy cái đuôi lên, con nào nó cũng cùng đuôi xuống, thì mọi người rất khó để phân biệt. Thì bây giờ mình sẽ cho mọi người cái cách phân biệt thứ hai. Ví dụ như là con cặp chim bồ câu này đi. Đối với cặp chim bồ câu này thì đây là con chim bồ câu mái nha mọi người nhé. Đây này, con chim bồ câu mái thì cái đầu nó nhỏ này, cái đầu nó thường thường nó sẽ nhỏ hơn. Khi mà mình nhìn chim bồ câu thì đầu nó sẽ nhỏ hơn, và cái mỏ của nó, mọi người để cái mỏ này thì nó sẽ hơi quặp xuống, hơi quặp xuống một tí nhá, và đầu nhỏ. Đó là con chim bồ câu mái. Và những ai mà nuôi chim bồ câu quen á, hoặc là có kinh nghiệm được khoảng nuôi khoảng vài tháng một năm đi, thì mình nhìn ở ngoài mình không cần cầm đến con chim, mình biết đó là chim bồ câu trống hai mái liền. Ở đây bây giờ mình cầm con chim này đi cho mọi người xem này. Mọi người thấy đầu nó to không? Đầu nó to hơn con chim bồ câu kia đúng không? Và cái mỏ nó này, cái mỏ nó thẳng nhé, cái mỏ nó thẳng này đấy, và đầu nó to hơn đấy. Và cách phân biệt này thì phải là người có kinh nghiệm một tí mình mới nhìn được. Còn cái cách 3, hôm nay mình sẽ làm top 3 cách thôi để cho mọi người phân biệt, tại vì 3 cái cách này là 3 cái cách chính xác nhất luôn. Thì nếu như mà làm cách thứ nhất mà không thành công thì mọi người cứ làm theo cách thứ hai và thứ ba. Vậy thì cách thứ ba thì nó sẽ như thế nào? Đây mình lấy ví dụ một
cặp dưới này đi. Đây là con chim bồ câu titan siêu thịt của Thái nha mọi người. Đây. Mọi người sờ vào cái đây nhá. Cái chỗ này mình gọi là cái xương chậu. Xương chậu hoặc là chỗ hậu môn của con chim bồ câu. Mọi người đặt cái ngón tay như thế này nhá. Đặt một cái ngón tay như thế này. Và mọi người để vào đây. Nếu mà cái háng này rộng á, háng này rộng mà vừa hoặc là rộng hơn cả cái ngón tay này của mình á, thì đây là con chim bồ câu mái nha. Đây là con chim bồ câu mái nha mọi người. Đây là một cứ để này, đây là con chim bồ câu mái. Còn nếu để thuận theo tự nhiên luôn á thì mọi người thấy này, cái đầu của nó nhỏ. Cái đầu của nó nhỏ. À, cũng như là mình thử áp dụng lại cách kia coi. Đây mọi người thấy không? Nó nhảy đuôi lên này. Thấy chưa? Nên đây là con chim bồ câu mái nha. Còn cho mọi người xem con chim bồ câu trống luôn. Chim bồ câu trống á thì cái chỗ hậu môn của nó cực kỳ hẹp luôn. Con này này cực kỳ hẹp luôn. Mình ấn mãi là nó không vừa cái đốt ngón tay của mình, nó không thể chui vào được luôn. Đấy. Thì mình hiểu đơn giản là cái quả trứng của con chim bồ câu á thì để mà nó đẻ được, nó chui ra ngoài được á thì cái chỗ này nó phải to thì nó mới chui ra ngoài được. Còn mọi người thấy không? Cái đầu con chim bồ câu này nó to và mỏ nó thẳng này. Đấy. Nên là cách phân biệt mọi người thấy dễ không? Còn bây giờ mình thử làm cái cách kia cho mọi người xem luôn này. Nó có nhảy lên hay nhảy xuống này. Đây, mọi người thấy không? Mọi người thấy không? Nó cụp xuống này. Đây. Nó cụp xuống. Nên đây là con chim bồ câu trống nha mọi người. Còn đây là mình đang phân biệt ở cái độ tuổi chim bồ câu nó đang sinh sản rồi. Còn nếu như mà mọi người phân biệt nó ở một cái độ tuổi khác thì mình sẽ chỉ cho mọi người. Ví dụ như là đây đi. Chim bồ câu này, đây là những đứa chim bồ câu ra vàng nhé. Thì chim này độ khoảng 1 tháng rưỡi tuổi đi. Thì mình sẽ phân biệt nó như thế nào trong cái là mình đang nuôi thả chung các loại chim bồ câu. Ở trong kia là chim bồ câu gà Mỹ màu trắng. Còn đây là chim bồ câu titan Thái. Thì mình sẽ phân biệt nó như thế nào. Đây. Mình cứ để cái này cánh như này nhá. Mọi người để ý giúp mình là mọi người sẽ gập cánh nhẹ nhàng này thôi. Đây này nha. Gập cánh nhẹ nhàng cái này thôi. Đây. Đây. Mọi người thấy không? Đây là con chim bồ câu mái nha. Đây, đè xuống nhìn lên này. Đè xuống nhìn lên này. Đây là con chim bồ câu mái nha. Còn bây giờ mình để ý cái đầu của nó đi. Mọi người thấy không? Cái mỏ của nó dài này. Cái mỏ con này rất dài nhá. Còn mình sờ thử cái này coi. Mặc dù là hơn 1 tháng nữa tuổi nhưng mà cái khe này cũng khá là rộng rồi nhá. Và khi mình sờ vào đây á, mình cảm thấy nó mềm ấy. Nó kiểu nó có một cái lớp sụn ở đây á, để nó đẻ dễ ấy. Thì đây là con chim bồ câu mái nhá mọi người. Đây, em này là rất đẹp này. Còn mình cầm thử chú em này lên coi nào. Đây. Ví dụ như là chú em bồ câu này đi, tầm khoảng tháng rưỡi tuổi. Mình sờ vào đây đầu tiên. Con này cực kỳ hẹp luôn. Thì đây là con trống là chắc chắn rồi mọi người. Mình nhìn vào cái đầu này. Đầu to và mỏ ngắn này. Mỏ ngắn nha. Đấy, đây là con chim bồ câu trống. Và mình thử áp dụng cái cách kia coi nha. Đây mọi người, cụp xuống này. Cụp xuống này, mọi người thấy không? Nên đây là con chim bồ câu trống nha. Nên mình có thể phân biệt chim bồ câu từ những cái độ tuổi khác nhau. Nhỏ cho đến lớn mình đều có thể phân biệt được. Còn chim bồ câu thì nếu như mà người nuôi quen thì mọi người nhìn sơ bộ thì mình cũng đã có thể biết chim bồ câu đó là chim bồ câu trống hay mái rồi. Đó là top 3 cách phân biệt chim bồ câu trống mái chính xác 100% luôn. Thì mọi người cứ áp dụng đi. Bà con nào mà mới nuôi chim bồ câu mà chưa biết cách phân biệt thì cứ xem video của mình đi. Và mình chắc chắn là mọi người sẽ phân biệt trống mái chim bồ câu chính xác.
thì ở trại mình thì chuyên bồ câu tí tan siêu thịt của Thái, và tuy nhiên cũng có một vài cặp mà chim bồ câu cảnh. Ví dụ đây là con chim bồ câu xòe đi. Đối với chim bồ câu xòe thì mọi người không cần phải phân biệt nó đâu, tại vì chim bồ câu trống á thì ở trên đầu á là nó có một cái màu, mọi người nhé, mọi người để ý cái con trống đấy thì nó có một cái màu nhỏ, còn con mái là nó không có màu. Còn con chim bồ câu thổi kèn này thì mọi người cũng áp dụng cái cách mình phân biệt thế thôi. Còn những cặp chim bồ câu tí đang Thái ở trại mình thì nuôi con này cực siêu rồi. Con này là mình đang cho nuôi ba đây mọi người này. Mình đang cho nuôi ba con đấy. Đây mọi người thấy tận mắt luôn. Đang nuôi ba con này. Đây là con mà mình đang cầm ở tay là con bố đấy. Con trống đấy nha. Rồi đó là top 3 cách phân biệt chim bồ câu trống mái chính xác 100%. Mọi người cứ áp dụng theo cách của mình đi. Thì mọi người sẽ biết được đó là con chim bồ câu trống hoặc mái. Hoặc là mọi người đi lựa chim bồ câu, hoặc là mọi người tuyển thêm chim bồ câu, thì mình sẽ biết cách phân biệt trống mái chính xác nhé. Rồi cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video của mình. Và hy vọng rằng kênh Nông Dân Làm Giàu sẽ đem đến cho bà con nông dân những kiến thức về nuôi chim bồ câu hay. Rồi, chào tạm biệt tất cả mọi người.